Bạn muốn mua ạc, hãy đến ngay shopkingvn123.com. Nạp thẻ không chiết khấu, chuyển khoản thêm 10%. Ngoài ra, shop còn có top nạp thẻ hàng tháng, đầy đủ các danh mục ạc Roblox, Liên Quân, Free Fire và Random cho anh em. Đầy đủ các danh mục dịch vụ bảo hành 1-1 cho anh em. Hãy đến ngay shopkingvn123.com. Ok, hello, xin chào anh em đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một bản hát cho anh em. Bản hát này sẽ không gây cây nha. Thì trước khi vào video, mình xin anh em 3 giây like và đăng ký kênh, bật chuông để nhận những thông báo mới nhất về bản hát và bản có bản update gì nha. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều. Đây, thì mình sẽ dùng code X. Ở phần mô tả mình sẽ để link spirit và tất cả các link bản hát trên Mobi và PC cho anh em. Đấy, anh em nào sao chép rồi thì ấn đây, đó là nó sẽ chạy. Còn anh em nào chưa, anh em có thể dán cây vào đây. Anh em xóa cái này đi. Đó, sau anh em dán cây rồi ấn nút chạy màu đỏ ở đây nha. Đó, cho anh em nào không biết. Đấy, đây, anh em đóng lại cái code X thì anh em kéo vào là được. Đây, đây là bản hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em. Bản Set Hook. Bishop. Đây, bản này có bố bạn Nguyễn Dương Hải này. Đây có hiện bao nhiêu người trong một server đây, 10 người trên 12 rồi, FPS, pin các thứ cho anh em hết. Đây, đây là phần chạy nhanh, speed rồi chạy cao các thứ. Đấy, join server, đổi server các thứ cho anh em luôn. Đây là phần chọn vũ khí này, melee này, hay là kiếm này, đó tùy anh em chọn vũ khí. Đánh chậm này, mình mặc định này, đánh nhanh này. Đây mình sẽ đánh nhanh cho nó khỏe. Đây ở bao này, anh em chọn ở bao nha. Phần này thì anh em để tầm cỡ 30, 35, 20 tùy anh em. Bypass TV này anh em bật lên luôn. Đấy, Antivirus, Adchat rồi các thứ có hết luôn, tự động bật cho anh em rồi. Và đây là phần Anti-Cheat Bypass này. Select Farm này, Farm Level này, No Quest này, Farm cả map này. Đấy. Rồi Farm Cheat này, đây Farm Cheat đây. Farm Cheat đổi server này. Đấy, farm ơi, vừa đổi vừa các thứ luôn. Đây farm bon này, Atu chơi bon này, Atu bay lúc kia các thứ có hết cho anh em luôn này. Đấy, đây phần mình còn ít chương có thể nó đổi được ít này. Chứ phần này hoạt động đổi hơi bị nhanh nha anh em. Đây sẽ lát chọn quái farm. Farm level đây, chọn quái farm này. Đó, quái có nhiệm vụ không nhiệm vụ luôn cho anh em đây. Còn đây là phần mastery farm này. Đó, farm boss thì ok này. Đó, có farm boss cho anh em này. Farm ghoul này đây, để cỡ mình không cày. Mình nâng chỉ số kiếm đấy, muốn cày mastery Furus ấy thì mình để khoảng tầm 10 thôi. Còn nếu mà anh em nâng Furus ấy để 20-25 là ok nha. Đấy, đấy, XE chiêu nào xài được thì bật lên, không thì tắt đi. Đó, đấy, qua phần farm quest này. Đấy, đấy mày level 2 này. Ok, ping này, Atu Ruger các thứ có luôn này, Elite Hunter này, hiện số con này, rồi Elite Hunter đây. Đó, Atu lấy Yama cho anh em này. Đó, rồi tất hình tật hầu như đủ hết luôn cho em này. Đấy, Duga xưa trong kiếm này, Duga Katana này. Đó, lấy Sobita luôn này, đó, đầy đủ hết cho anh em này. Ok, phần start rồi thì anh em cần nâng chỉ số thì anh em nâng lên. Đấy, đây là phần điểm mỗi lần nâng chỉ số này. Đây là phần Kake combat thì cũng như các bạn ăn khác thôi.
hay làm boss skill này các thứ bật lên. Ok, anh tele thì đây có hiện phần trăm full mon này, đấy, đá bí ẩn này không có này, Atu dịch chuyển đến đá bí ẩn này nó không có cho nên nó sẽ hiện thông báo đây, đổi server luôn, dịch chuyển đến chỗ có nhạc Karen đây, không có treo, dịch chuyển đến các đảo rồi NPC cơ đây, không có treo treo đảo biển anh em ạ, treo thuyền và biển không có rồi. Đây phần rai thì ok đầy đủ hết rồi. Đây fruit. Đây phần chọn fruit, mua fruit chắc thử đây. Đây random fruit này. Nãy mình có random rồi cho nên cắt fruit không biết có hoạt động không. Top thì không có gì cũng đầy đủ hết rồi anh em ơi. Mình biết thì đây, cũng đổi server rồi, mở shop rồi các thứ cho anh em này, cài đặt các thứ anh em có thể về xem thêm. Hiện tại cửa hàng bán cái gì đây, trái tư với trái lui, hiện tại đang bán trái tư với trái lui. Thì phần V4 này, đây là phần V4. Ta lê đến các tộc V4 rồi hoàn thành các nhiệm vụ V4 này, có đầy đủ luôn. Ok, bản này thì không thiếu cái gì rồi. Bản này chỉ có mỗi là không có treo đá bí ẩn thôi. Đó, phần di chuyển đến đá bí ẩn này, cho đây mình có hết. Bây giờ mình sẽ đến phần test các chức năng nha. Rồi thì đây là phần cài đặt, mình đã cài đặt rồi, giờ mình sẽ test chức năng đi farm của nó bản này xem thế nào. Đâu rồi ta, đây chết tù farm bon đi, bài bát TV. Đó, Bypass TV hoạt động nha anh em. Đó, bản này Bypass TV ok này. Đấy, tốc độ bản này farm rất là ok nha. Đấy, bản này farm rất ok luôn. Đấy, bản này không get cây farm này rất là ok nha. Đấy, mấy người farm luôn. Mấy người farm luôn mà không mình ăn được quái anh em thấy không? Là thấy tốc độ của cái bạn này thế nào. Có mấy anh em đang farm vậy anh em thấy không? Mà mình ăn hết quái luôn. Ok, giờ sẽ test chức năng khác đi. Sẽ test chức năng phân tích nha. Mình sẽ test chức năng phân tích di chuyển này. Đấy, đấy bạn này phân tích ok này. Đấy, ngon và mượt nha. Chuyển đến tất cả các trường cho anh em. Ok, bạn này phát chất ok đấy. Mình test chức năng farm mastery bạn này xem sao. Đây, farm mastery đây. Coi fruit có chưa? Chữ F. Sẽ tắt chữ F đi nha. Ủa sao mastery bạn này không chạy ra? Chưa chọn cái này anh em ạ. Chọn no quest nha. Đây farm battery đây. Đây bạn này bypass TV không bị lỗi này. Bypass TV ok. Thường mấy bạn bypass TV khá là lỗi nha. Đấy. Đó farm battery, bạn này farm battery dùng chiêu rất nhanh nha. Đấy. Dùng hết tất cả chiêu anh em cài luôn, dùng rất là nhanh.
Bạn này farm mastery hay là farm level ok lắm này. Xem còn chức năng gì mình test cho anh em luôn. Để test chức năng design cho anh em nha. Đây, đây là phần design của nó. Sẽ chọn chip design này à. Mình sẽ đi chip manga đi, mình nâng manga V2 luôn. Đó, mua chip này. Đó, rồi start design này. Rồi ok. Đây, sau khi vào ra này, anh em bật QR ra này. Rồi Net Island lên. Bản này nó cứ hay nhảy lên nhảy xuống, nhìn nó hơi khó chịu. Nên mình sẽ tắt cái đó đi để khi nào hết quái rồi mình sẽ bật lên. Đó, bản này quái ra cái là chết, quái ra là chết. Này ra cũng rất ok nha. Đáng cho anh em trải nghiệm nha. Rồi, đây là lần này. Đó, mình sẽ xem bản này đi trong vòng bao lâu nha. Thì link spirit với mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em đó, với phần bình luận cho anh em. Ngoài ra anh em cần mua ạc hay mua robux thì ghé shopvn123.com của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, bản này đi khá là nhanh nha. Bản này đi với 9 phút 33 giây thì phải. Nếu mình nhìn không lầm 33 giây. Đấy, sau khi đi xong anh em tắt QR ra với lại là đi. Đấy. Bản này đi quá ok luôn. Farm level ok này rồi đi ra cũng quá ok luôn. Đó. Đấy, bạn đã thực hiện thành công. Rồi ok, thì tất cả chức năng mình đã nói qua rồi. Thì mình đã tới chức năng farm rồi đi ra các thứ cho anh em xem. Ngoài ra thì chắc clip của mình cũng đến đây là hết thôi, cũng đã dài rồi. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh, bật chuông để mình có động lực làm những bản hack mới cho anh em, chia sẻ cho anh em xem và anh em làm nha. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Tạm biệt anh em.